Thì xin chào tất cả anh em cần thủ đam mê cá tầm Tổ quốc. Hôm nay tụt lên một clip gồm một lô cần câu nha anh em. Thì lô cần câu này lô cần câu lô hàng kỷ nhật thì sẽ có bốn cây, bên đây là bốn cây, bốn khúc, năm khúc. Rồi điểm giờ cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán nhé. Hàng lỗi không clip lên á, thêm sang lại. Rồi cảm ơn anh em. Cái thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần của hãng Quarry Hill, một cây hãng của thương hiệu của Mỹ nha anh em. Đó. Một cây Brady Hill 5 khúc, đó, 5 khúc máy đứng. Đây, 5 khúc máy đứng phèn xít. Thì cây này được sản xuất tại China nha mọi người, sản xuất tại Trung Quốc. Đây, nè, cây này được sản xuất tại Trung Quốc. Thì cây này nó không có túi nha mọi người, cây này không có túi, chỉ có cần thôi. Đây, đó. Đây, chất liệu là carbon, phèn này phèn full xít xít anh em, full xít xít chân đen. Rất là đẹp luôn. Bộ chống sắn nè. Bát là bát Pussy, bát Gold, và đẹp. Cán là cán cán bằng nha anh em, cán bằng. Tổng thể ngoại hình ok nha mọi người. Đó. Fan thì ok hết rồi. Đó, fan khỏi chơi. Tất cả cũng khớp nối ok, cần nguyên zin nha. Thì cái này một cây cần rắp rút 4 khúc nha anh em, 4 khúc. Nặng là 105 g, đọt là 1 ly 4. Thì cái này dài là 1m92 nha anh em, dài 1m92. Thì cái này thu gọn là 51 cm, chuẩn cho anh em để bao lô đi du lịch, đi ra ngoại. Thì cái này tải mồi từ 1.75g đến 7g. Thì thông số tải mồi chuẩn cho anh em lô nhái hơi. Đó, nhái hơi, anh em đánh chẽm. Cái này nó tải là từ 3 đến 8 lb nha anh em. Rồi, giá công khai cây số 1, giá là 1.9 triệu cộng ship nha anh em, 1.9 triệu cộng ship. Ngoại hình ok nhé. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 em đưa cho mọi người là một cây Abu. Thì cây Abu này còn túi nha anh em, còn túi luôn. Đó, còn túi hộp đầy đủ. Đây, trong đây nó phân ra những ngăn để cần này, nó tránh tình trạng nó chảy xước cần. Túi còn rất là mới nha anh em. Đó. Một loại hàng trưng bày. Lấy ra từng cây. Thì cây này là cây máy ngang anh em, cây máy ngang. Điểm đọc thông số cần trước. Thì cây này dài là 1m96 nha anh em, dài 1m96, nặng là 120 g, đọt 1 ly 2. Thì cây này nó đọt nó thu gọn là 53 cm nha anh em. Đó. Nó tải mồi từ 2 đến 18g, độ cứng là độ cứng ML. Tải dây từ 5 đến 12 lb, cây này chỉnh cho đem lùa lóc, lùa chẽm nha mọi người. Đó, cần máy ngang. Đây, lên càng cho anh em xem. Càng thì còn rất là mới nha anh em. Đó. Mới can xà beng luôn. Định vị đầy đủ nha mọi người. Đây. Đó. Nga bu. Đây, đóng chữ nổi lên căn mớp luôn. Đó. Dạng hàng trưng bày rất là đẹp luôn nha anh em. Khỏi chê đâu được. Sẵn tít. Carbon sắn nha mọi người. Đó. Dạng hai da. Đây, định vị lóng ở trên luôn. Đó. Bu chống sắn, Abu. Bát bát Fuji, fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji. Rất là đẹp nha mọi người. Anh em bao cần báo em chụp hình cận cảnh cho anh em xem nha. Đó, bát cũng còn rất là ok luôn, hàng trưng bày nha. Rồi, giá công khai cây số 2, giá là 2 triệu nha anh em, 2 triệu cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 lên mọi người quẳng một cây cần 4 khúc. Một cây thương hiệu của Major Gap. Thì cái này một cây cần Seller nha anh em, Seller. Laser chứ, cần Laser. Đây, nó quẳng có túi để đây, đó, rất là ok nha anh em, xịn sò. Thì cây này được cái là nó sổ bộ phen là bộ phen xít nha anh em, bộ phen xít, độ cứng là độ cứng M. Thì cái này dài là 1m98 nha anh em, dài 1m98. Ngọn là 2 ly. Thì cái này tại nặng là 130 g nha anh em, nặng 130 g. Chiều dài thu gọn của nó là 52 cm, nó tải mồi từ 7 đến 21 g, chuẩn cho anh em tính nháy hơi nhá thiệt luôn. Đó, độ cứng là độ cứng M. Thì cái này tải dây từ 10 đến 16 lb. Đó. Cái này cái số 3. Ngoại hình ok nha anh em. Đó, thì cây này nó có xuất sắc li ti. Đó. Được cái là span là phân xít nha. Đây, Major Rap.
thương hiệu khá là ok rồi. Đó, fan này fan sheet hết nha mọi người. Đó, fan sheet hết rất là đẹp luôn. Nhỏ gọn tiện lợi, nó bu bu chống sắn. Thế này, đây, nó xước sát cái này đây, nó chỉ xước nhẹ cái này thôi, tất cả phần lại ok. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji, vòi phôi carbon. Đó. Rất là ok luôn, 3 khúc. À, 4 khúc. À, chia cho anh em du lịch để bao lâu thì cây số 3 giá công khai là 2 triệu cho anh em, 2 triệu 5 cộng ship. Giá công khai cây số 3 giá là 2 triệu 5 cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 6, cây số 4, tiếp theo cây số 4 nha nè. Thì cây số 4 lên cho mọi người vẫn một cây hàng của Wally Hill. Thì cây này hàng khá là đẳng cấp nha nè, túi nó cực kỳ đẹp nè, túi cực kỳ đẹp luôn. Thì cây này nó dạng hàng trưng bày. Thì cái này dài 2m1 nha nè, dài 2m1, lọt là 1 ly 7, nặng là 130g. Thì cái dài chiều dài thu gọn của nó là 56cm nha. À, tải mồi từ 5 đến 18g, chỉnh cho anh em lùa, lóc chẽm thoải mái. À, tải dây từ 8 đến 16lb, thông số đầy đủ nha anh em. Hàng Wally Hill, hàng thương hiệu của Mỹ. Đây nè, China sản xuất nha. À, thông số kỹ thuật đầy đủ. Hàng lấy từ thị trường Nhật nha anh em. Đây, cây này thì rất là ok luôn. Nó có một túi này và thêm một túi vải bao bọc cần đó. Rất là đẳng cấp. Túi vải này thì nó có 4 ngăn đó, rất là ok cho anh em. Đây, đó. Mỗi ngăn là một khúc đây. Em lấy từ từ cho anh em xem. Đó. Nó tránh qua chạm giữa cần nhau, chạy cần. Cần còn rất là mới luôn. Đó. Cần màu đỏ nha anh em. Đó, anh em nào hợp phong thủy thì hốt về. Đó, rất là mới luôn. Wally Hill. Fan là fan sheet nha, fan sheet, fan ca, fan đời cao. Rất là đẹp này. Đó. Nói chung thì cây này nó không có xước xát gì đâu hết. Rất là ok luôn. Tem sức đầy đủ nha anh em. Fan ok hết. Fan đời 3 ở đây. Fan xít. Rồi, bát là bát Fuji. Rồi, giá công khai cây số 4 giá là 2 triệu 5 nha anh em, 2 triệu 5 cộng ship. Tiếp theo qua bên đây. Qua bên đây là hàng cần 2 khúc. Tiếp theo là cây số 5. Thì cây số 5 lên cho mọi người là một cây cần Ken nha anh em, một cây Ken Cut. Thì cây Ken Cut là một cây Ken của Korea Sức Nhật. Fan là fan xít gòn đây. Đó, xít gòn nha anh em. Bát là bát hãng nha. Thì fan là fan Fuji nha mọi người. Đó, fan Fuji. Rất là đẹp luôn. Cán đây, ngoại hình ở đây. Thì cái này dài là 2m4 nha anh em, dài 2m4. Đó. Rất là đẹp nha mọi người. Đó. Ngoại hình còn rất là ok luôn nhé, không bỏ lầm gì hết. Rất là đẹp, Ken Cut. Thì cái này dài 2m4, đọt là 2 ly 3 nha anh em. Độ cứng cây này nó ra tầm khoảng MH nha anh em. Độ cứng ra tầm khoảng MH, chuẩn cho anh em với bầu lực coi nhá thiệt. Đó, dạng cần lua. Đây, rất là ok nha. Anh em cần báo em chụp cận cảnh cho anh em xem nhé. Thì cái này nặng là 300g, đoạn 2 ly 3, giá công khai là 1 triệu 7 nha anh em, 1 triệu 7, hàng Ken Cut, Ken Sheet Gold. Đó, rất là đẹp nha mọi người. Tiếp theo là cây số 5. 1 2 3 4 5. Cây số 6 nha anh em. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người là một cây cần của Megabat. Đây, một thương hiệu Megabat. Đây, Megabat một thương hiệu nội địa nha mọi người. Đó, cây cần 2 khúc nội địa. Thì cái này có dạng đánh bảo lực đây. Đó. Đây nè, một cây Megabat carbon sắn nha anh em, carbon sắn. Fan là fan Fuji. Nè, fan Fuji. Anh em, bát là bát Fuji luôn. Thì cây Megabat này nó dài là 2m28 nha anh em, dài 2m28, carbon sắn găng guốc nè. Đó, cài vô nhắm tay luôn á. Đây, nó có xuất sắc cái này tí. Rồi, còn lại ok. Nó fan Fuji lỗi xám, Fuji, bu Fuji chống sắn, bu xít nha anh em. Bu xít chống sắn.
Trần ngoại hình còn góc là ok nha mọi người. Đây định vị luôn. Megabat nội địa Nhật. Đó. Thôi chất lượng của Megabat thì anh em khỏi bàn. Thì cái này dài 2m88. Nó nặng 185g. Đọt là 2.3 nha anh em. Thì cái này nó tải mát là 120g nha anh em. Tải mát là 120g đây. Đó, tải mát 120g. Đó, anh em chỉnh luôn nhé, thiệt nè. Đó, đánh lốc, đánh bạo lực. Thì cái này nó lua nhà B số 5 nha anh em, B số 5. Thì chỉnh đánh hàng này, xăng này. Đó, chỉnh hàng xăng hàng cho anh em. Đó, cắt là ok nha, test đọt luôn. Đó, ngoại hình đẹp đẽ sạch sẽ. Rồi, giá công khai cây số 6, giá công khai là 2 triệu nha anh em, 2 triệu cây số 6. Tiếp theo cây số 7, thì cây số 7 cho mọi người là một cây cần kim Nagarap. Thì cây này một cây Kosa nha anh em, hàng Kosa. Còn túi luôn. Thì đa phần những cần này thì nó xuất cho thị trường Nga là nhiều. Đó. Đây, thông số đầy đủ. Thì cây này nó dài là 1m92 nha anh em, dài 1m92, đọt là 1.4 ly, nặng 100g, rất là nhẹ luôn. Thì cây này nó lua từ 175g đến 7g, tải dây từ 4 đến 8 lb. Đó, đây thông số đây anh em. Đó, phen là phen Fuji Shika nha mọi người. Đó, phôi phôi carbon. Đó, giá nó bán tại Nhật đây 14.500 yên, tầm khoảng 3 triệu ngoài, chưa tính thế ở phí vận chuyển nha mọi người. Đây đó, kênh cáp. Thì cái này em lấy hàng chuyến bay, hàng rất là đẹp luôn. Đó, miếng này nó còn miếng bao ni lông nè anh em, còn nè. Đó, còn ni lông ở đây nè. Đó, tất cả cán đều còn hết luôn. Phen là phen Shika Fuji, rất là đẹp. Phôi đây, phôi sáng ít. Chẳng thế này còn gì bàn nữa nè. Cặp bột sẵn nha mọi người. Bù trong sẵn nè. Phen ca. Cây này chỉnh cho anh em lưu chẻm nha. Lưu chẻm. Đánh lóc. Đánh nháy hơi. Phen là phen xích. Bát là bát Fuji. Chỉnh hàng. Thì giá công khai cây số... 7, giá là 2.2 triệu nha anh em, 2.2 triệu cho cây số 7. Anh em nào thích đánh cảm giác đó, đánh cái này. Đó, có một số anh em săn hàng đánh cảm giác lùa suối. 2.2 triệu cộng tiếp nha mọi người, cây số 7. Tiếp theo là cây số 8. Thì cây số 8 là một cây hàng đánh bạo lực. Đó, thì cây số 8 vẫn một cây Majorap. Đó, Majorap. Thì cây này là một cây hàng của Siwat anh em, chỉ quá. Thì đợt trước em cũng bán một cây à, đằng này về thêm một cây nữa. Thì cây này vẫn đẹp đẽ sạch sẽ. Đây, miếng ni lông còn nè. Đó, còn miếng ni lông ở đây nha anh em. Đó, hàng rất độ ok nhé. Phen vẫn là phen xích anh em, phen xích ca. Phôi carbon sẵn găng guốc rồi. Nè, anh em thấy điện thoại thấy nó chiếu chiếu không. Đó, rất là sẵn nha anh em, sẵn nhám tay luôn ạ. Bù trọng sẵn nè, phen Shika là rất là ngầu luôn nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn, sứ cực kỳ dày nha. Bát Fuji, phen Fuji, một cây hàng săn hàng. Đó, thì cây này nó dài là 2m11 nha anh em, dài 2m11, đọt là 2.4 ly, nặng 170g. Thì cái này nó tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây thì dây bia từ số 4 đến số 6 nha nè. Đó, thông số tải dây cực kỳ cao nha, đánh vô tư nha nè. Đây, em nhắn đọt cho anh em xem. Thì độ cứng cái này là độ cứng M nha nè, độ cứng M. Đó, cho anh em đánh vô tư luôn, sân hàng. Đây, phen cực kỳ chuẩn nha. Thì cây số 8 giá công khai là 2.7 triệu nha nè, 2.7 triệu cộng ship. Thì cây này về săn hàng, săn chép, đánh lóc được khu vô tư, khỏi lo. Tiếp theo là cây số... số mấy ta? Cây này cây số 8, tiếp theo cây số 9 nha em. À, cây số 9. Thì cây số 9 em lên cho mọi người là một cây hàng trưng bày. Đây. À, còn miếng bao ni... còn miếng ni lông nè mọi người. Đó, ni lông. Ở đây cũng vậy. Bát Fuji tem vàng
fan là fan Pulisic nè đó. Thì cây này fan cực kỳ dày nha anh em, fan cực kỳ dày luôn đó. Thì cây này một cây hàng của Nhật anh em, cây hàng của Nhật, hàng Alphataco. Thì cây này dài 2m4, độ cứng M đó. Dài 2m4, độ cứng M. Đây anh em, Alphataco, hàng mới Japan. Thì hàng Japan này thì anh em đánh bạo lực nha anh em, đánh bạo lực thoải mái rồi đó. Độ cứng M thì nó tải ra tầm khoảng 21g đó. Để test đọt cho anh em xem Francis nha. Thì đây hàng trưng bày nên còn túi nè đó. Còn túi sách hướng dẫn. Em soi ngoại hình cho anh em xem đó. Rất là ok nha mọi người. Đây, Francis nha, bu chống sắn đó. 2m4 này thì anh em săn hồ nào, anh em đánh địa hình rộng rãi á, đánh vô tư nha anh em đó. Đánh xa đây nè, thông số nó đây, độ cứng M đây đó. Em pha tắc cột còn tem luôn. Đây main span 2m4, 2 khúc thu gọn 1m24, 1m24 cm, thu gọn là 124 cm, đọt là 1.9 nha anh em, đọt 1.9 main span. Đó, thành phần carbon, cân nặng 175g nha anh em. Đó. Rất là ok nha, còn túi xin nha. Rồi, giá công khai cây số chính giá là 2 triệu nha anh em, 2 triệu cây số chính. Tiếp theo cây số mờ. Thì cây số mờ em lên cho mọi người một cây Major Gap Benlis nha mọi người. Đây, dòng Major Gap. Thì túi còn rất là mới luôn. Thì cây Major Gap này là một cây Major Gap dài 2m4, foil nano carbon. Đây, đó, foil carbon nano. Thì đây, giá nó bán tại Nhật 20.000 yên, tầm khoảng 4.500.000, 4 triệu từ Việt Nam. Thì cây Major Gap này là một cây Major Gap săn hàng, hàng thương hiệu khá đẳng cấp. Nặng một cây này nặng 150g, đọt là 2 ly nha anh em, đọt 2 ly. Dài 2m4, tải mồi từ 10 đến 10.5g đến 42g, tải dây từ 12 đến 25 lb. Thì dòng này sơ bộ phen một phen xích ca anh em, đó, một phen xích ca for nano carbon đó, cán cán mút ấy quá. Đây mọi người, cho anh em xem anh em, phen là phen xích ca nha anh em, rất là đẹp for đây. Thì em bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước luôn đó, kiểm tra hàng lấy ra test thoải mái thanh toán đó, cứ lỗi thì anh em báo em nhận lại. Đây phen ca nha mọi người, phôi nano carbon, phôi chuẩn, bù bù trong sắn, rất là mới nha mọi người. Hàng thuộc dạng hàng dùng lướt bát tà bát fuji phôi nè. Rất là ok. Rồi, giá công khai cây số bên quạt đây, cây số 89 mừng, giá công khai cây số mừng, giá công khai là 3 triệu anh em, cây số mừng giá 3 triệu. Tiếp theo cây số 11. Cây số 11 lên cho mọi người là một cây hàng của Daiko. Đó. Thì cây Daiko này một cây Daiko của China sản xuất như nào. Đó. Đây, bát cực kỳ đẹp, bát là bát Pussy. Dạ carbon đây đó, rất là ok nhá. Rồi đây thì cái này dài 2m, đây cây này hàng dài 2m13 anh em, dài 2m13 rồi carbon sáng găng gút hay da. Đây này hai da nhá, fan là fan xít nha, fan xít buông chống sáng, hàng cực kỳ chỉnh nha nè, chỉnh đẹp. Dòng Daiko này phôi bao chắc đây, nó khỏi còn gì bàn. Đây nè, thì cái này được sản xuất tại China nha nè, nó xuất riêng cho thị trường Nhật nha. Daiko. Thì cái này nặng 150g, đọt là 2 ly 2. Thì cái này dài 2m13, nó tải mồi từ 10.5g đến 35g nha anh em.
cải cực kỳ cao nha, đánh giá thiệt là vô tư. Nó tải dây từ 12 đến 25 lb, giá công khai cây số 11, giá là 2 triệu 2 nha anh em, 2 triệu 2 cây số 11. Đây, test tổ công cho anh em luôn. Tiếp theo cây số 12 và 13, thì cây số 12, 13 là một cặp nha anh em, cùng thông số độ dài luôn. Đó. Thì 12, 13 là em lấy cho mọi người một cây hàng đẳng cấp, hàng của Major Grab, hàng của Megabass nha anh em, đó, một cây cần Megabass, mọi người, đó, Megabass, hàng nội địa, chứng nội địa, cây này một cây 2 xa, đó, 2 ga, carbon sẵn nha mọi người, đó, fan là fan xích. Đẹp rồi, đẹp khỏi chê. Đó. Đây, đó đây, phèn nữa đây. À, rất là đẹp luôn. À, buộc chống sắn. Chuẩn nội địa nha mọi người. Megabass. Thì cái này dài là 2m16. Nặng 170g, đọt là 2 ly 3. Thì cái này tải mồi từ 14 đến 84g nha anh em, cải cực kỳ cao nha. Bao bạo lực, tải dây từ 12 đến 25 lb, giá công khai cây số 12, giá là 3 triệu nha anh em, 3 triệu cây số 12, rất là đẹp nha. Megabass, đây thông số nó đây, đó, rất là ok nha, phôi bao chuẩn. Tiếp theo cây số 13, thì cây số 13 vẫn vậy thôi, cùng thông số, phôi thì như nhau. Đó. Có điều cây số 3 nó xuất sát cho cái góc này tí thôi. Đó, phần còn lại ok. Bass là bass hay ra, bass may do gấp. Bass là bass Megabass nha anh em. Quên đoạn quay. Phôi khỏi chê rồi. Các bạn sẵn rất là đẹp luôn. Sẵn găng gút nè. Cái này thì có xước xác li ti. Rồi, giá công khai cái số 13, giá là 2 triệu 9 nha anh em, 2 triệu 9 đi. Cái này xước xác cái kia 1 tí. Nó tải mát là 84g, dài là 2m13, đọt 23, nặng 170g. Rồi, đó tổng cộng 13 cái cần em lên cho em hôm nay. Nếu em ưng cái nào chốt, em lại xuống thoại tự liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn em. Phôi chuẩn, rất là chuẩn luôn. Megabass.